Ngày 8 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực không đúng quy định vi phạm của ông lê đức thọ mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận xấu bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của đảng mất uy tín cá nhân căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thống nhất đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật ông lê đức thọ